Trong video này thì mình sẽ chia sẻ về con Redmi 14C. Con máy này thì vừa mới chính thức ra mắt thị trường Việt Nam. Hiện tại thì mình vẫn chưa có máy đâu nha, nhưng mà tầm khoảng là vài ngày nữa mình có thì sẽ làm review chi tiết cho anh em. Còn video này thì mình sẽ chia sẻ về những thông tin cũng như chúng ta hãy bàn luận xem là cái mức giá con này nó có hợp lý hay không nha. À, đầu tiên về định hình thì Redmi 14C nó là cái bản nâng cấp của con Redmi 13C. Và cái con Redmi 13C là một cái con mà phải nói rất là phổ biến của Xiaomi ra mắt vào hồi đầu năm và bán ở trong phân khúc tầm loanh quanh là dưới 3 triệu đồng nha. À, và đây là cái dòng máy giá rẻ để mà Xiaomi họ phục vụ cho phân khúc là tầm dưới 3, và cũng là một cái dòng mà họ lấy thị phần. Đối với Xiaomi thì cái dòng C này nó sẽ định hình là nó thấp hơn dòng Redmi Note, có nghĩa là cái con Redmi 13C thì nó sẽ thấp hơn con Redmi Note 13, và tương tự như là Redmi 14C này thì chắc chắn nó cũng sẽ thấp hơn dòng Redmi Note hoặc là dòng Redmi thường nha. À, Xiaomi sẽ có thêm dòng nữa là dòng Redmi như là Redmi 13. À, và Redmi 13 thì nó vẫn cao hơn Redmi 13C và tương tự cũng vậy. Nếu như có Redmi 14 thì nó cũng cao hơn con Redmi 14C. Rồi, và con này thì thực sự là Xiaomi họ đã phải nói là mình cảm thấy là họ rất là đầu tư nha, và họ tâm huyết vào cái sản phẩm này để mà nối tiếp cái đà thành công của Redmi 13C, là những dòng máy bán cực kỳ chạy. Cũng tương tự như là khi con Redmi 13 là cái bản nâng cấp của Redmi 12 hồi năm ngoái đấy. Rồi, và con Redmi 14 này, cái điểm mà Xiaomi họ dồn cái có thể gọi là khô máu, à họ dồn tâm huyết vào, chính là về mặt thiết kế. Các bạn sẽ thấy con này nó sẽ có ngôn ngữ thiết kế tương tự như những cái dòng flagship, với cái mặt lưng này, với cụm camera hình tròn rất là hầm hố. Và đặc biệt là chúng ta có phiên bản mặt lưng làm giả da nha. Đây là một chiến lược gọi là rất hay của Xiaomi. Họ đã từng áp dụng trên cái con Redmi A3. Tức là con Redmi A3 thì nó có một cái mặt lưng y chang như kiểu là dòng Xiaomi 14 Ultra. À, tức là nó ăn theo những cái chi tiết cao cấp ở trên những cái dòng máy cao cấp hay là flagship, thì con này thì nó cũng tương tự ha. Và Redmi 14C thì đi kèm với ba phiên bản màu sắc là màu xanh lá, một màu xanh nữa kiểu như xanh nước biển, và một cái màu nữa là màu đen ha. À, nói chung là thiết kế con này thì ở cái phía mặt lưng thì không có điểm gì để mà chúng ta gọi là phải chê trách hết. À, chỉ có điều là ở phía mặt trước thì tất nhiên chúng ta vẫn chỉ nhận được một cái màn hình theo kiểu giọt nước với tấm nền IPS LCD và cái viền nó rất là dày. Thì với cái tầm giá của cái con Redmi 14C này là tầm 3 củ thì thiết kế này kể cả là mặt trước hoàn toàn là chấp nhận được rồi ha, chúng ta không thể nào đòi hỏi được nhiều hơn. Còn nếu như các bạn muốn một cái màn hình phía trước nó phải viền mỏng hơn, tấm nền cao cấp hơn, rồi tràn viền các kiểu, các bạn sẽ nâng lên cái dòng là Redmi Note 13. Tất nhiên là họ phải làm có cái sự gọi là khác biệt giữa các dòng máy rồi, chứ bây giờ mà con Redmi 14C này mặt lưng nó đẹp như vậy và phía trước màn AMOLED mà còn tràn viền nữa thì không biết nó sẽ bán ở phân khúc nào, đúng không? Nó sẽ đủ phải những cái phân khúc cao hơn. Rồi, và quan trọng hơn là về cái phần thông số này. À, thông tin thêm là cái thân máy của cái con Redmi 14C này là 8.22mm. À, rất là dễ hiểu với một cái con máy giá rẻ thôi. Đây là một kích thước nó trung bình nha, nó không quá mỏng. Có một số con pin cũng tương tự như thế này nhưng mà nó sẽ mỏng hơn, nhưng mà tất nhiên đây là những cái con gọi là phân khúc gọi là cao hơn rồi. À, và về thông số cấu hình, về màn hình thì máy trang bị kích thước lớn là 6,88 inch với 120Hz tần số quét. À, nghe đến cái thông số này thì phải nói là rất là ok rồi đúng không? Với cái mức giá tầm 3 củ các bạn đã có màn hình là 120Hz tần số quét. À, thì là một cái thông số nó rất là hấp dẫn. Tuy nhiên nhìn kỹ thì cái màn hình này đủ phân giải nó là HD Plus và tấm nền như mình đã nói là IPS LCD, cũng như các bạn sẽ phải chấp nhận là combo giọt nước và cái cằm bên dưới nó dài. À, thì ok, tầm này thì chê thì cũng sẽ có điểm chê đấy, đó chính là về cái độ phân giải về cái cằm, đúng không? Nhưng mà khen thì ok, vẫn có điểm, đó chính là 120Hz tần số quét cũng như là kích thước lớn là 6,88, nó gần 6,9 inch. Có thể đấy, đây là cái dòng mà Xiaomi muốn tập trung vào phân khúc phổ thông dành cho những người dùng thu nhập thấp hoặc những người chạy shipper xe ôm công nghệ thì cực kỳ hợp lý với cái thông số như thế này. À, và về cấu hình thì máy sẽ trang bị chip làm Helio G81 Ultra. Helio G81 Ultra, nói đến đây thì chắc chắn nhiều bạn sẽ ok, cảm thấy nó có chút gì đó nó phấn khích và có chút gì đó nó bất ngờ và tò mò liệu rằng con chip này thì nó như thế nào, vì nghe cái tên nó rất là kinh khủng mà, Ultra. À, nhưng đây vẫn là một cái kế sách gọi là ve sầu thoát xác. Nếu như bạn nào đã theo dõi Nam Béo lâu thì sẽ biết những cái tiểu phẩm short video của mình, đúng không? Kiểu như là G99, G99 Ultimate, G99 Ultra thì thực sự nó cũng chỉ là G99 thôi, kiểu như vậy ha. Hay là gần đây họ có cái con G91 Ultra ở trên là Redmi 13 thì thực tế ra nó chính là G88 thôi. À, vậy thì quay ngược trở lại thì G81 Ultra các bạn cũng đừng có hy vọng là nó thơm, nó giòn, nó mảnh, và đặc biệt là nhìn vào phân khúc giá 3 củ, bởi vì G81 Ultra này nó chính là G80. À, nói thế cho dễ hiểu nhé, chứ
cái tên đôi khi nó không nói lên được tất cả, mà dễ hiểu là nó chính là G80. Nhưng mà chúng ta phải phân tích một tí nữa về cấu hình thì mới đỉnh giá được. Con này nó sẽ có hai phiên bản nha. Cái bản tiêu chuẩn á đã là 4/128, à thực sự 4 RAM thì nó hơi ít rồi, nhưng 128GB thì lại ok ha, hoàn toàn chấp nhận được. Và con bản đấy là 6/128, và quan trọng là mức giá của hai cái bản này thì nó cũng không vượt quá con số 3,5 triệu, thì nó vẫn có cái sự cách biệt với dòng Redmi Note 13 hay là Redmi 13 ở phân khúc cao hơn ha. Rồi, và với con G81 Ultra là chính là G80. Thực ra hiệu năng của Helio G80 thì nó không mạnh đâu. À, nó không mạnh bằng cái con là G99 đâu các bạn ạ. Nó phải thua tầm 20% đấy. Nhưng chúng ta phải xét ở cái tầm giá thì nó như thế nào. Và G80, con chip này thì trang bị trên rất nhiều những cái model trước đây rồi, cách đây khoảng 2 đến 3 năm về trước. À, và cái chiêu ve sầu thất sắc này thì không chỉ là MediaTek đâu, mà Qualcomm vẫn áp dụng ở trên con Snapdragon 6S Gen 1. Đó, 6S Gen 1 ở trên dòng Oppo A3X ấy. Đó, nhiều bạn cứ tưởng nó mạnh nhưng thực ra nó chính là 662. Đó, thì cái này cũng tương tự ha. Thì bây giờ các hãng chip đã đến cái giai đoạn mà phải xào lại những cái con chip cũ thôi để có những con chip mới. Chả lẽ bây giờ này ghi là G80 thì người ta lại chê là chip cũ nên nó họ phải đổi thành G81 Ultra để nhiều người họ không biết á. Đó, tất nhiên với những người am hiểu và tìm hiểu về công nghệ như anh em mình thì sẽ biết. Nhưng rất nhiều người cơ bản họ đâu biết. G81 Ultra họ cứ tưởng là chip mới, chip mạnh thôi. Thì kiểu như vậy các bạn ha. Nhưng công bằng mà nói thì hiệu năng G80 thì nó cũng không đến nỗi quá phế. Nó vẫn có thể giúp các bạn xử lý tốt tác vụ cơ bản. À, và tiếp theo nữa vẫn có thể chơi được những tựa game tầm trung ở những mức setting vừa phải. Nói cho các bạn dễ hiểu thì hiệu năng con chip này có thể coi là nó ở mức độ là nó nhỉnh hơn một chút so với Unisoc T606, một con chip cũng rất phổ biến trong tập này trang bị trên những cái hãng nhỏ như là Tecno, Itel, Infinix. À, thì tính ra là hiệu năng này với tầm giá là mình đánh giá vẫn ok nha. Nó không đến nỗi gọi là quá ngáo giá hay là không chấp nhận được. Nếu như nó trang bị G35P35 thì đúng là chê thật, vì là G35P35 con chip nó quá yếu đi. Xài bình thường nó vẫn lắc, nhưng mà G80 thì các bạn xài bình thường nó vẫn không đến nỗi nào. À, và quan trọng con máy đến từ thương hiệu lớn Xiaomi và có bảo hành bảo tỏi lên đến 18 tháng nữa, cũng là một cái điểm mà nó quyết định đến cái giá thành nữa ha. Nên riêng về cấu hình này thì mình nghĩ là các bạn sẽ canh sale lấy cái bản 6128 thì nó khá là hợp lý, còn bản 4128 thì trường hợp ok. Các bạn muốn tối ưu giá thành nhất thôi thì nó vẫn xài được nha, chứ không phải là 4128 không xài được, thì còn đa nhiệm nó sẽ không được tốt thôi. Nhưng mà nếu như xài máy phủ chạy shipper thì 4128 vẫn được nha, chấp nhận được chứ không phải là không được. Rồi, chuyển qua cái phần là camera đi, thì con này vẫn được trang bị hệ thống là ống kính 50 megapixel và cam selfie là 13 megapixel. Thì có thể thấy đây là một thông số nó không rút lọt. À, thay vì những con tầm này thì thường cam sẽ rút xuống còn cam trước là 5 hoặc 8, à nhưng con này thì vẫn giữ cam trước là 13, một cái thông số đủ lớn nha. Và cam chính là 50 nhưng mà thực ra là nổi suy lên thôi. À, nhưng mà thực sự là cam con này thì mình nghĩ là các bạn cũng không nên kỳ vọng quá nhiều. Nó có thể cũng tương tự như kiểu Redmi 13C thôi. À, chứ nó không có khác biệt nhiều lắm đâu nha. Tiếp theo nữa là về phần mềm, thì đây có thể nói là một điểm cộng khi con này được cài sẵn HyperOS trên nền tảng Android 14 luôn. Các bạn có mua con này là không cần bận tâm về nâng cấp phần mềm nữa. Nói chung Xiaomi bây giờ họ đã làm về cái khoản là nâng cấp cài phần mềm sẵn là khá tốt rồi. Đó, con này giá rẻ nhưng mà vẫn có HyperOS Android 14 để các bạn xài tầm 2-3 năm nha, là không cần băn khoăn về phần mềm. Cũng như là về âm thanh thì tất nhiên là con này thì nó cũng chỉ được trang bị là loa đơn thôi, nó không có loa kép. Nếu như có loa kép nữa thì mình nghĩ nó sẽ rất là ngon luôn đấy. Tiếp theo nữa là về pin và sạc, con này trang bị một thông số rất ok, 5160 mAh, có nghĩa nó sẽ nâng hơn một tí nữa so với cái mức 5000 truyền thống, thì đảm bảo pin nó sẽ còn trâu hơn nữa. Nên là mình nói con này là một con máy mà hướng đến người dùng là shipper, xe ôm công nghệ ha. Đó là cũng là một cái quân bài chủ lực của Xiaomi trong tầm giá như thế này. Và sạc là 18W, ok rồi. Nhưng mình chỉ sợ là cái bộ sạc đi kèm nó cắt còn 10W thôi, tương tự như là Redmi 13C, Poco C65 thì kiểu như vậy á. Nhưng mà cái này hên xui ha. Nào có máy thì mình sẽ làm review chi tiết hơn cho anh em. Và như mình đã nói thì với Xiaomi là hãng lớn ha. Bây giờ họ là hãng thứ hai ở thị trường Việt Nam rồi, chứ không phải là hãng thứ ba, thứ tư như trước đây nữa, là hãng rất lớn nha. Cũng như thì hãng sẽ có chế độ bảo hành lên đến là 18 tháng, nó cao hơn nửa năm so với những cái hãng khác. Như Samsung là 12 tháng, hoặc là Tecno cao lắm là 13 tháng thôi ha. Vẫn là một điểm lợi thế cho anh em yên tâm xài 1,5 năm. Và con này thì sẽ phân phối rất là rộng rãi nên các bạn sẽ rất là dễ dàng mua ha, online lẫn offline. Đó, và link mua con này tham khảo bây giờ thì mình thấy đã một số nơi bán rồi, thì mình sẽ để ở bên dưới mô tả video ha, các bạn quan tâm thì cứ bấm vào. Và một số điểm khác cần lưu ý ở trên con này là nó sẽ không có cổng hồng ngoại nhá, không có cổng ngoại. Tiếp theo nữa là không có kết nối NFC. Nhưng thực ra mình thấy là không có cổng hồng ngoại thì hơi tiếc thật, nó cũng tương tự như Redmi 13C, nhưng mà NFC các bạn đừng có kiểu như là bị ảnh hưởng quá, vì là NFC các bạn chỉ cần dùng một lần để sinh tắc học thôi. Các bạn không có, các bạn ra ngân hàng để người ta sinh tắc cho, nên vấn đề này các bạn cũng phải nghĩ thoáng đi một tí ha. Đó, chỉ trừ những
người mà phải cần NFC để mà thanh toán qua những cái ví điện tử thì nó mới quan trọng. Nhưng mà cái này thì mình thấy rất ít người xài nhé. Còn ai xài thì nên chú ý. Và con này thì nó sẽ support chuẩn Bluetooth là 5.4 mới nhất, vẫn có jack cắm tai nghe là 3.5, và cảm biến vân tay thì nó sẽ đặt ở cảnh máy nhé. Điều rất là dễ hiểu. Cũng như độ sáng màn hình con này là 450 nit thông thường và 600 nit tối đa, thì có thể thấy độ sáng nó ở mức độ trung bình, nó không quá cao. Rồi, thì trên đây là mình đã chia sẻ những cái thông tin tổng quan về con Redmi 14C rồi, và như mình đã chia sẻ là với những cái thông số và thương hiệu bảo hành hầu mãi, mức giá như vậy thì mình thấy là vẫn hợp lý nha, chứ không phải là không hợp lý. Tất nhiên trong tầm này thì các bạn muốn có một cấu hình nó dư giả hơn thì sẽ cân nhắc qua những cái hãng nhỏ hơn một tí. Ví dụ tầm này anh em sẽ mua được Tecnocamon 20 đang giảm giá, Tecnopova 5 cũng đang giảm giá, hoặc là kênh Xiaomi Infinix Note 30. Thì tất nhiên các bạn sẽ được những con máy mà RAM ROM nó to hơn, chip nó khỏe hơn, sạc nó nhanh hơn, kiểu như vậy. Các bạn xài nó thoải mái hơn. Nhưng mà ok, có những người mà vẫn thích Xiaomi, thương hiệu lớn, quen thuộc để mà xài thì vẫn có thể cân nhắc con này. Và link mua thì mình sẽ để ở bên dưới mô tả video. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.